Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh YouTube của đồng hồ Quang Lâm. Và ngày hôm nay bên em có về được với các bác một mẫu đồng hồ Casio rất đẹp, và nó là dòng G-Shock được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Chiếc này của chúng ta là một chiếc Casio GRB100 các bác nhé, GRB100. Hàng phân phối chính hãng, được bảo hành 5 năm. Về kèm thì các bác sẽ vẫn có đầy đủ các cái hướng dẫn sử dụng cho module là 5536 này. Đây là cái thẻ giới thiệu này của dòng này, kết nối Bluetooth được này. Đó. Và thẻ bảo hành quốc tế, các cái giấy tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm. Trên này được bảo hành quốc tế 1 năm và ở Việt Nam thì các bác sẽ được bảo hành 5 năm. Của Casio bảo hành 5 năm để các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng trên này. Đó. Mã để các bác có thể check chiếc này là Casio G-Shock GRB100 gạch ngang 1A4DR với giá bán lẻ đề xuất là 9 triệu 945 nghìn cho một chiếc hàng mới. 9 triệu 945 nghìn, khoảng 10 triệu các bác nhé, cho một chiếc hàng mới. Chiếc này của em là hàng mới và nó có size mặt đường kính ở đây 47 mm, không tính gờ và núm. Và dày là 15,1 lắc ở trên chiếc này. Lắc thì nó đâu đấy nó khoảng tầm 59,4, và các bác phải có cổ tay tối thiểu tầm 16,5 trở lên thì đeo chiếc này mới đẹp được. Tay nhỏ quá thì nó hơi nuốt các bác nhé. Đó. Và mặt dial của chiếc này thì chúng ta sẽ có màu xám đen, có kim cọc và giấy điện tử. Đó. Và dạ quang thì thoải mái để các bác dùng. Trên này có dạ quang trên thân kim giờ kim phút và trên thân kim giờ kim phút các bác nhé, thoải mái đủ để các bác sử dụng vào ban đêm. Giờ điện tử thì các bác sẽ có kéo dài từ 10 giờ sang đến 2 giờ, hiển thị đầy đủ thứ ngày tháng giờ phút giây này, có Bluetooth kết nối với smartphone này, kèm với đó là EF, ở đây là kim chỉ báo năng lượng các bác nhé, và có World Time giờ thế giới này, ST là bấm giờ thể thao và TR là giờ đếm ngược, alarm là báo thức. Đó. Còn bình thường thì nó sẽ kiểm tra EF, ở đây là chỉ báo năng lượng. Logo của Casio bên góc 9 giờ và kính khoáng cứng các bác nhé. Kính khoáng cứng chống sốc, chống xước. Trên này thì nó có cái cấu trúc chống sốc, chống từ trường, chống va đập này, sốc reset. Đó, các bác thể thao vận động thoải mái với chiếc này. Có Bluetooth này, có đèn LED này. Bấm giờ thể thao được 1 phần 1.000 giây. Giờ đếm ngược, có giờ thế giới các bác nhé. Có alarm và daily alarm báo thức hàng ngày. Chúng ta sẽ có 200 mét nước là khả năng chống nước của chiếc này. Đó, đi kèm sẽ có 5 núm chỉnh phía bên đông, 2 núm bên trái, 3 núm bên trái và 2 núm bên phải. Và mặt sau thì các bác sẽ có, đầu tiên đó là cái tem chống hàng giả rất nổi bật ở trên chiếc này. Đó. Và chiếc này là GRB100, sử dụng module là 5536, thép không gỉ và Japan Movement Made in China. Chiếc này được sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Casio ở Trung Quốc và nó làm cho thị trường quốc tế, trong đó có thị trường của Việt Nam. Đó, chống nước là 200 m, táp solar là pin năng lượng mặt trời không cần phải thay. Đầy đủ IDIC, kết nối Bluetooth. Trên này bên em có clip hướng dẫn quy trình rất chi tiết rồi, các bác chỉ mua về chỉ việc dùng thôi. Đó. Đồng bộ 4 lần mỗi ngày không bao giờ sai số. Và lịch của nó thì là lịch vạn niên, tự động chuẩn đến năm 2099. Em sẽ lên thử chiếc này trên cổ tay 17, size 47 đấy các bạn, rất to và hầm hố ở trên tay. Solar chống nước 200 m và rất là nhiều các cái chức năng đi kèm cho chiếc Casio này. Các bác nào mà đang yêu thích những cái dòng Casio to và hầm hố thể thao thì các bác có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm. Với chiếc GR100 này thì hiện tại đồng hồ Quang Lâm đang về với một mức giá chiết khấu loanh quanh khoảng 20 đến 30% so với giá hàng niêm yết. Mã của chiếc này là 5672. Giá thời điểm hiện tại là 18 tháng 5 năm 2023 là 7 triệu 900 các bạn nhé. Giá này thì có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm và tùy thuộc từng cái chương trình khuyến mại của bên em. Đặt hàng chiếc này các bác có thể đặt hàng trực tiếp tại website đồng hồ Quang Lâm.com, mã 5672, giá 7 triệu 9, hoặc là các bác có thể liên hệ đến bên em, các cái đầu số để các bác liên hệ là 1900 này,
3468 hay số di động 0915 559 883 hoặc số 0834 69 6699. Và đầu Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.